nó bị giảm chất lượng rồi, xài nó không có hiệu quả giống như hồi xưa nữa đâu. Mấy bà làm môi á, mà cơ địa của khách hàng á nhiều khi hay bị bầm môi á, hay bị sậm môi á, chứ phải dùng cái này không? Mấy bà đã dùng cái này á đúng không? Nói về cái này là quốc dân rồi đúng không? Nhưng bây giờ là không nha. Mấy bà đừng nói là mua hàng hàng pha ke, hàng nhái, hàng là một là hai, hàng nào nó cũng giống như nhau hết á. Nó bị giảm chất lượng rồi, xài nó không có hiệu quả giống như hồi xưa nữa đâu. Mà thường á bị giảm chất lượng á là do nhà sản xuất, chứ không phải do tụi tôi nha mấy bà. Tụi tôi cũng nhập có nhiêu đó tiền à. Giá tiền cũng trả như nhau, mắc mới đang bán được đi giảm chất lượng của khách hàng mà cái gì chứ, đúng không? Nên biện pháp của tôi thường là hay kiếm sản phẩm khác test nó thử coi nó có hiệu quả hay không, thay thế cái sản phẩm này. Đây cái sản thuốc nó nè, rất là đậm đặc nên xài một giọt thôi ha. Tôi thoa lên cái tay tôi nè, nó cũng tê tê, nó the mắt rác á. Nên khi môi mới làm xong á, khách hàng căng khó chịu á, thì cái này nó cũng lên, nó làm cho cái môi the mát dịu lại. Mấy bà nhớ là cái này xài một giọt thôi. Đây, một giọt như vậy thôi, cho đều lên hai cái môi nha, chứ đừng có xài nhiều, như đó là đủ rồi. Kết quả sau 5 phút, những cái vùng mà bị dấu kim tím tím chấm chấm, đó là cái dấu kim á mấy bà. Khi mà mình đi cái môi mà mỏng á, nó sẽ bị dấu kim đó như vậy, nó sẽ nổi lên. Và những cái chỗ mà bị bầm á, nó bị sậm hơn so với những cái vùng khác. Thì khi thoa và massage cái chai này lên, sau 5 phút thì thấy những cái dấu kim nó sẽ tan dần. Và cái chỗ mà bầm á, nó sẽ tan cái vết bầm ra, cái màu môi nó cũng tươi lên lại. Khi thoa vào, khách hàng sẽ cảm giác là cái môi họ hơi là the trên cái môi, để cái môi họ bắt đầu dễ chịu hơn với cái thành phần mà cúc tê nó đang làm căng cái môi họ. Thì cái bước này là cái bước cuối cùng mình thoa lên, thì nó sẽ kích thích cái môi của người ta tuần hoàn lại, để cho cái môi nó hồng lại, nó tươi lại, nó giảm bớt cái độ tê trên môi của khách hàng. Cái môi ta đang căng á, thoa lên thì lên cái môi của người ta nó mượt, nó đỡ khó chịu hơn cái da. Sau khi mà tôi thoa xong á, thấm vô chân tôi thấy cái chỗ này nó mềm, nó mượt da nha. Công dụng của nó là làm cho sáng môi, mượt môi, vừa điều trị được cái phần mà tím sậm mà nó còn mềm da nữa. Tôi rửa tay thì cái phần mà tôi bôi á, tôi thấy nó mềm, thì cái da môi của khách hàng khi mà ấy xong nó sẽ mềm, nó dễ chịu, nó không có bị căng khó chịu khi mà mới làm xong do thuốc tê. Nhưng mà những cái phần sậm môi, bầm môi đó là nó làm cho tan cái bầm môi luôn. Nếu bạn nào đã quá chán với sản phẩm này thì có thể thử qua sản phẩm này. Thoa cái này lên và để 5 phút sau, dấu kim nó sẽ bị mất đi, cái màu môi nó sẽ tươi lên. Đó là kết quả tôi thấy được khi mà test cái sản phẩm này trên cái môi khách. Và cái thứ hai nữa là về cái giá thành, mềm mỏng nhẹ nhàng thôi, nhưng hiệu quả quan trọng cuối cùng vẫn là hiệu quả cho khách hàng, là tôi mới chọn nó nha mấy bạn. Các bạn thử coi nó có giảm bầm, làm tươi cái màu môi giống như chất lượng của sản phẩm này ban đầu hay không, nhắn cho tôi biết nha.